Xin chào anh em. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập 8 trong series sinh tồn thời trung cổ Medieval Dynasty. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục công cuộc mở rộng ngôi làng của chúng ta lên. Và tôi sẽ xây một cái chuồng gà ở cái ngôi làng của tôi. Cứ xây chuồng gà đã. Bởi vì hiện tại là tôi có tiền rồi, cũng có thể mua được gà rồi, nhưng mà tôi chưa có nguyên liệu để chế cám cho gà. Chúng ta cần một ít ngũ cốc, mà cái ngũ cốc đấy thì chúng ta phải mùa thu cơ mới có thể trồng được. Mà bây giờ là mùa hè thì sang mùa sau thì chúng ta mới có thể trồng ngũ cốc, nên chúng ta cứ xây trước cái chuồng gà đã. Đó, chúng ta sẽ xây ở đây, sau tôi sẽ xây một cái ngôi nhà của tôi ở cạnh cái chuồng gà đấy, coi như tôi quản lý luôn. Game mới update một chút thì hiện tại bây giờ là nếu chúng ta chặt cây ấy, mà còn gốc thì khoảng 2 năm sau thì nó sẽ mọc lại cây. Ở trong nhà của tôi, ở giữa nhà có khá nhiều gốc cây. Tôi không muốn sờ cái gốc cây lên. Chúng ta có thể sờ gốc cây bằng xẻng được. Tôi sẽ để đấy để cho làng của mình có chút cây xanh. Bởi vì nhìn chung thì ở khu trung tâm làng, trung tâm của làng thì nó khá là thiếu cây xanh. Hy vọng khoảng một thời gian sau thì nó sẽ mọc lại cây, nhìn cho nó xanh mát chỗ đấy lên. Xây xong chuồng gà xong thì tôi sẽ tiến tới Gustavia. Ở đấy có mấy quest để làm. Game mới update thế nên là ở Gustavia chúng ta có một quest mới trong chính quest, nên là chúng ta sẽ tới đấy để làm thử xem nó như nào. Đây, tôi nghe nói rằng anh tự nhận mình là một thợ săn giỏi, nhưng tôi cá rằng là tôi giỏi hơn anh. Vậy anh nghĩ sao với một cuộc thi trong cuộc thi săn bắn? Ok rồi, và cuộc thi bắt đầu, và chúng ta có 5 tiếng để hoàn thành cái cuộc thi này. Và cuộc thi yêu cầu chúng ta làm gì đây? Đi săn sói hoặc là lợn rừng 5 con. Chúng ta được thưởng 20 vàng và một danh tiếng ở khu vực này. Ok, chúng ta sẽ thử đi xem nào. Có khá nhiều bạn hỏi mình là tại sao anh không livestream game này. Thì nhân tiện trong buổi đi săn này thì mình cũng sẽ giải thích là tại sao mình không livestream game này. Lần đầu tiên mình chơi game này ấy, thì mình đã thấy có một cái gì đó, cái game này nó rất là hợp với mình. Và nó rất là nhẹ nhàng, thư giãn. Thế nên là mình mới quyết định là làm cái series game này theo dạng là ra video. Bởi vì sao? Nếu mà livestream ấy thì nhiều khi các bạn sẽ không cảm nhận được cái độ thư giãn của cái game này. Bởi vì game này nó có khá nhiều những hoạt động lặp lại, như là trồng cây, chặt gỗ các thứ đó. Nó rất là mất thời gian và nó cảm giác nó lặp lại. Và nếu mà livestream thì mình nghĩ nó sẽ bị nhàm chán. Thế nên là mình mới làm video. Bởi vì làm video thì mình muốn làm theo kiểu kể cho một câu chuyện. Đó, kể một câu chuyện về một ngôi làng. Đó, ngôi làng này nó sẽ dần dần phát triển như thế nào. Như thế nào đấy. Thì muốn làm những cái truyền tải một cái câu chuyện như thế thì bắt buộc mình phải làm video, nó mới có thể truyền tải được. Thế nên là đó là lý do vì sao mà mình không livestream. Và mình nghĩ rằng là cái tựa game này thì nếu chúng ta làm được kiểu video này thì nó sẽ hay hơn là chúng ta livestream. Đó, đấy là một trong những cái lý do mà mình quyết định làm video chứ không livestream game này. Đó, thì hy vọng là với cái việc giải thích như vậy thì anh em có thể biết và ủng hộ cái series này nhiều hơn nữa. Và trong tương lai thì mình cũng sẽ cố gắng chăm chút cho những cái video tiếp theo ra để cho nó hay hơn, giúp anh em giải trí. Và cái mục đích của mình thì muốn là anh em đi làm về hay là ai đi học về xem những cái video này thì nó sẽ thấy thoải mái, thư giãn, giải tỏa căng thẳng. Và thậm chí có thể là vui tươi lên một chút, yêu đời lên một chút. Đó là mình hạnh phúc rồi. Nếu mình làm được điều đấy thì mình hạnh phúc rồi. Đó, thế thôi.
À, thêm nữa là có nhiều bạn là hỏi sang video ngắn thế. Thì nó là như này. Cái vị độ dài của video nó dài hay ngắn ấy, nó tùy thuộc vào vào cái thời lượng mình chơi. Ví dụ mình chơi khoảng 2 tiếng thì mình chỉ ra được một cái video khoảng 15 đến 18 phút được cùng. Đấy. Còn nếu mà mình muốn ra video như mấy cái tập trước mình ra video tầm 25 30 phút ấy thì mình phải chơi đến tầm 4 đến 5 tiếng thì mình mới có thể ra được một video tầm như thế. Đó. Và ở cái video này thì mình chơi có khoảng 2 tiếng thôi. Nhưng mà do là mình có nói chuyện như thế này thì nên là nó sẽ được dài hơn một chút. Nhưng mà không phải lúc nào chúng ta nói chuyện như này nên tập này tuy rằng là mình chơi có hơn 2 tiếng thôi nhưng mà nó vẫn có độ dài tương đối là vì lý do vậy. Rồi, cái quest săn thú rừng vừa rồi mình không hoàn thành được bởi vì mình không tìm nổi 5 con thú để săn. Nên là mình quyết định là bỏ đi, không làm nữa. Và chúng ta sẽ tìm gặp anh chàng này nói chuyện xem nào. Xin chào, tên tôi là Rasimi. Chào anh. Tôi là Avrin. Tôi không thấy anh quen lắm. Anh là người mới tới đây à? À, tôi tới đây từ miền Nam. Tôi đang tìm một nơi để định cư, để có thể làm lại cuộc đời. Chà, chúc mày may mắn. Hàng ngày thì tôi luôn làm ruộng, chứ thực tế thì tôi làm điều này tương tự hàng ngày, hàng năm. Thế chắc là chán lắm nhỉ? Nếu tôi là anh, tôi sẽ chết vì chán mất. Tất nhiên là nó rất buồn chán rồi. Anh có thể làm đi làm lại một việc trong bao lâu chứ? Nhưng gia đình tôi cần tôi giúp đỡ, và tôi thì đang cố gắng làm hết sức. Tôi có làm anh buồn không? Nếu có thì cho tôi xin lỗi nhé. Ồ, không sao, tôi ổn. Chỉ là cái tay cầm lưỡi hái chết tiệt của tôi đã bị gãy rồi. Bây giờ thì phải mất thêm thời gian để có thể thu hoạch được mùa màng. Tôi nghĩ là tôi có thể giúp được anh đó. Tôi sẽ quay lại ngay. Đợi tôi một tí. Ok, để xem quét nào. Ok, như vậy là sẽ đưa cho Alivin này một cái cành cây là được. Có luôn. Đây, cái tay cầm lưỡi hái của anh đây. Anh đùa tôi à? Tôi có thể làm gì với cái này? Đưa lưỡi hái của anh đây. Tôi sẽ chỉ cho anh cách làm. Được rồi, anh gây bất ngờ cho tôi đó. Anh là một nhà chế tạo à? Sao anh biết được những điều này? Tôi biết chế tạo một số thứ đơn giản thôi. Chúng ta luôn học hỏi mọi thứ mỗi ngày mà, phải chứ? Có lẽ vậy. Tôi chỉ là một người nông dân giống như bố của tôi. Và những thứ khác thì tôi không biết nhiều lắm. Anh sẽ không bao giờ biết được khi nào một thứ gì đó sẽ có ích trong cuộc sống của mình đâu. Dù sao, cũng cảm ơn anh. Tôi phải quay lại làm việc rồi. Được rồi, lúa mạch đen sẽ không tự nó thu hoạch được. Cảm ơn sau nhé. Ok, xong quest của Alivin xem còn tiếp không. Đợi đến ngày hôm sau. Như vậy là hôm sau là chúng ta sẽ có tiếp tục quest của Alivin. Giờ thì đi ngủ thôi. Ngày mai chúng ta sẽ gặp Alivin. Ê, thời tiết đã sang thu rồi anh em. Ô, một con trai của tôi đã ra đời rồi. Chào con. Mẹ nó đang ăm nõ kìa. Ô, khuôn mặt thật là xinh đẹp. Đó. Như vậy là tôi đã có con nối dõi rồi. Rất tuyệt vời. Và sẽ mất mấy năm? 2 năm. Vợ mình sẽ không làm gì để nuôi con. Ok. Rồi, chúng ta sẽ tới gặp Alivin để tiếp tục quest của anh ta. Rồi. Có gì mới không Alivin? Hai, tôi đang mệt mỏi với người mẹ kế Jaconiwa, con trai riêng của bà ấy, Dalebo thì luôn làm phiền em gái của tôi, Oga. Tôi biết rằng cậu ta chỉ đang nghịch ngợm thôi, nhưng khi còn ở độ tuổi của cậu ta, khi tôi chơi với Dobomiera, chị gái của tôi, thì tôi đã là một hiệp sĩ với một cây gậy thay vì một thanh kiếm. Ít nhất là tôi cũng có cái danh dự của mình. Bảo vệ chị gái như một hiệp sĩ sao? Thật là đáng yêu đó. Tôi nghĩ cậu ta nên đi làm một cái gì đó để có thể tránh xa được em gái của tôi ra. Và điều đó cũng sẽ giúp cho cậu thảnh thơi chứ.
Nếu được thì nó sẽ rất là tuyệt. Ok, giờ chúng ta sẽ đi tìm cái cậu nhóc đó. Và đưa cho cậu ta một cành cây. Ok, cành cây ngay đây rồi. Rồi, cậu nhóc nó ngay đây thôi. Đây rồi. Chào, em là Đa Lơ Bơ đúng không? Dạ đúng. Em trông có vẻ rất mạnh so với tuổi của mình. Em đã từng nghĩ sẽ trở thành một hiệp sĩ chưa? Ôi, đó là giấc mơ của em. Anh cũng là một hiệp sĩ à? Ồ không, nhưng anh biết rất nhiều về họ. Em có biết rằng tất cả những hiệp sĩ đều học cách chiến đấu bằng kiếm gỗ ở độ tuổi của em không? Nhưng em có thể lấy được một thanh kiếm như thế ở đâu khi không phải là một hiệp sĩ? Anh có một cái và anh có thể tra cho em, bởi vì rõ ràng là em là người xứng đáng. Em rất là vinh dự. Nó trông có vẻ rất là bình thường, nhưng nó chắc chắn là một vũ khí luyện tập tuyệt vời cho một hiệp sĩ đầy khát vọng như em. Đưa cho cây gậy. Nó trông như một cây gậy bình thường vậy. Đó là để gây bất ngờ cho đối thủ của em. Và em có biết rằng các hiệp sĩ có làm gì ngoài việc chiến đấu cho các trận chiến không? Họ cưỡi ngựa phải không? Điều đó cũng đúng, nhưng trên hết, họ sẽ đi bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi nguy hiểm và đảm bảo rằng không gì có thể gây hại cho họ. Thật sao? Nghe có vẻ rất là nhiều việc. Phải, đây chính là việc quan trọng nhất của một người hiệp sĩ. Được rồi, cảm ơn anh về thanh kiếm. Bây giờ em sẽ đi bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Không có gì, chàng trai trẻ ạ. Rồi, mình lừa trẻ con thành thần rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi gặp Alavin để trả quét. Thông báo với anh ta là mọi chuyện suôn sẻ. Tôi đã giải quyết xong vấn đề về Da Labor rồi. Phải, tôi đã thấy nó chạy xung quanh ngôi làng. Chắc hẳn anh phải có một năng khiếu thuyết phục tuyệt vời. Đứa trẻ này không dễ gì nghe lời đâu. Một phần cũng nhờ vào câu chuyện về thanh kiếm và hiệp sĩ của anh. Đã nhận chiếc bánh mì này từ Dobomia như một lời xin lỗi về những hành vi của con trai bà ý. Nhưng tôi biết đây là công của anh. Hãy cầm lấy đi. Cảm ơn. Rồi, xong quét. Xem nào. Rồi, đợi đến mùa hè năm sau. Bây giờ đang mùa thu rồi. Mùa hè năm sau chúng ta là sang đây làm tiếp nhiệm vụ của Alevin. Tôi sẽ vào đây mua ít phân bón. Vì đây đang mùa thu rồi, tôi có thể gieo ngũ cốc được. Phân bón ở bản update mới thì họ đã giảm giá xuống còn 2 đồng. Ở bản trước thì phân bón mỗi một cái là mất 10 đồng. Bây giờ thì giảm giá khá là mạnh. Nên tôi có thể mua được khá nhiều phân bón mà không sợ tốn tiền. Chúng ta có thể trồng cây rất là thoải mái luôn. Thì phân bón cũng khá là nặng nên tôi chỉ mua sao cho đủ với số lượng tôi có thể mang đi thôi. Khoảng hơn 30 cái thôi. Đó, mua thêm vẫn còn thừa. Rồi, dư một chút nhưng không sao. Rồi, mua phân xong thì bây giờ về rắc thôi. Tôi có khoảng 26 hạt ngũ cốc. Nên tôi sẽ giải hết ở đây. 25 hạt lúa mì và một hạt lúa mạch đen là 26. Nên tôi chỉ cần giải phân 26 ô thôi. Chúng ta không nên giải thừa, bởi vì nếu mà giải thừa ấy mà không trồng gì thì sang mùa sau thì đất nó lại quay trở lại đất cằn cỗi. Chúng ta lại phải bón phân lại. Nên chúng ta chỉ giải cho vừa đủ cái số đất mà chúng ta trồng hạt thôi. Đó. Đó. Bón phân xong thì chúng ta phải cuốc hết lên. Cuốc hết lên xong rồi giả rắc hạt nữa là xong.
Xong xuôi thì tôi quyết định sẽ xây một cái nhà đánh bắt cá ở đây, chỗ hồ này. Đó, chỗ này xây chỗ trại cá rất là hợp lý. Đó, đặt đây. Rồi bây giờ đi kiếm gỗ để hoàn thành thôi. Khá là muộn rồi, chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành rồi còn đi ngủ nữa. Rồi, lợp nốt lên mấy cái mái là xong. Cũng may có rất nhiều cây sậy tôi hái từ lúc trước cất vào đó. Rồi sau đây tôi sẽ tìm một người nào chuyên đánh bắt cá rồi nhét vào đây. Bây giờ thì đi ngủ thôi, nửa đêm rồi đó, trời tối om rồi. Về ôm vợ con ngủ. Ở đây lên ngoài nhà vợ mình. Đây chứ. Đó. Rồi, ôm vợ ngủ thôi. Hôm nay tôi sẽ xây một cái nhà mới cho vợ chồng tôi ở. Bởi vì tôi cần phải để cho những người dân làng nam nữ ở với nhau để họ có thể lập gia đình và sinh con được. Nên tôi sẽ lập một cái nhà riêng để hai vợ chồng của tôi ở cạnh cái chuồng gà, coi như chăm sóc luôn mấy con gà luôn. Và tôi sẽ chế một cái rìu sắt đã, chặt cây cho nó nhanh. Rồi, cái nhà vợ chồng tôi sẽ đặt ở đây. Tôi đang muốn dí dí vào cái cây này một chút trước nhà cho nó có cái cây. Đấy. Đấy. Rồi. Cái nhà này thì tôi sẽ xây ra kiểu nâng cho nó mắc đá lên. Cho tường nó nhà gọi là xịn nhất luôn. Đó, chuyển hết sang đá. Má thì lợp mái gỗ. Tôi cũng khá nhiều đá ở trong hòm nên không lo gì hết. Có rìu mới thì đi chặt gỗ nhanh thôi. Cây cối bây giờ nó có thể mọc lại sau 2 năm nên không lo là chỗ chúng ta thiếu rừng. Không lo đồi trọc thì đúng hơn. Đó, mái thì mái gỗ hết đi. Hai cái này có vẻ giống nhau. Đều có nguyên liệu giống nhau. Lấy cái này đi. Ok. Bây giờ đi kiếm nguyên liệu đã. À, xem cái bẫy chim của tôi nè. Tôi có đặt một cái bẫy chim ở đây. Xem được bao nhiêu lông. 5 lông. Tốt. Cứ đặt bẫy chim ở đấy thì chẳng lo thiếu lông chim để chế tên. Rồi. Thì lấy thêm ít đá. Nốt đợt đá này là xong. Cũng may là chúng ta cũng có rất nhiều đá trong hòm. Đấy, cái gia đình tôi có 3 người nên tôi chỉ ở cái nhà này thôi. Sau này nếu mà muốn đẻ thêm thì tôi sẽ xây nhà to hơn. Hiện tại thì cũng chỉ đủ đá cho những cái nhà này. Đó, xong cái nhà đá kiên cố, vì nhìn nó hơi sần sùi một chút nhưng mà nó kiên cố. Bây giờ tôi sẽ set up nhà tôi về đấy, rồi tôi sẽ để cho nam nữ ở làng của tôi ở chung với nhau, biết đâu họ có thể sinh sản được, mình đỡ phải đi tuyển. Đó. Cậu này về đây. Đó. Bán nét và in rốt đấy ở đấy.
Nhà này sẽ để cho nốt Inde vào. Rồi. Đã xong. Đó. Nam nữ ở bên nhà. Tốt. Có một cái nhà trống. Chúng ta có thể tuyển thêm một đôi nữa về đây. Nhà đẹp. Ok. Và tập 8 của Medieval Dynasty đến đây là hết rồi. Nếu anh em xem thấy hay thì bấm nút subscribe, nút chuông ủng hộ mình nhé. Hẹn anh em ở những tập tiếp theo trong cái series sinh tồn từ trung cổ này. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.